Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta lại đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Chắc chắn là mỗi một chương trình sẽ đều đem đến cho quý vị những câu chuyện hết sức thú vị và đầy bất ngờ đến từ vị khách mời của chương trình của chúng ta. Vậy thì hãy cùng xem là hôm nay ai đến. Anh có gọi Pink Lady cho em rồi đấy. Chắc là thói quen đấy chưa bỏ đâu nhỉ em nhỉ? Cảm ơn anh. À, bạn uống gì? Bia hay rượu? Anh cũng không thích uống rượu ạ. Không sao đâu, ngày hôm nay uống một chút rượu đi. Chắc là để tôi uống loại này cùng bạn nhé. Em bạn với tôi là cùng gu đấy. Quý vị thân mến, với những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi về phần giới thiệu khách mời đến tham gia chương trình, xin được giới thiệu một nam thần của vũ trụ VFC, đó chính là diễn viên Anh Vũ. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Dạo này có vẻ hơi gầy. Vâng. Ăn uống kém hay là làm việc vất vả? Dạ, ăn uống thì vẫn khỏe, nhưng mà làm việc thì cũng nhiều hơn trước một chút, nên là nó gầy đi thôi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải bắt đầu ngay với vai diễn Nguyên trong bộ phim Đấu Trí nhá. Đây có phải là một cái vai diễn phản diện đầu tiên của bạn Anh Vũ không? À, thực ra nếu như mọi người mà theo dõi bộ phim Đấu Trí thì cũng sẽ biết nó cũng là một vai diễn nhỏ thôi. Và không chiếm quá nhiều sóng. Nhưng mà vai Nguyên thì không hẳn là một vai phản diện. Vai Nguyên này là có thể nói là phản ánh một phần thực tại là trong xã hội là có tồn tại những cái dạng người như thế. Là một công tử, là một người có tri thức, học vấn cao, có nhận thức bị lệch lạc. Rất là tiếc ở cái điểm đấy. Chính vì là cái nhận thức lệch lạc ấy của anh ấy nên là mới dẫn đến cái tình trạng là anh ấy sẽ làm những cái hành vi mà nó khác với cả cái lý trí của mình. Để cho cảm xúc người ta chiếm sóng. Lấn át nhiều quá. Cảm xúc lấn át hết cả lý trí, cậu ấy không còn được những cái tri thức, những cái gì mà cậu được đào tạo bài bản như là đã đi học nữa. Cậu ấy trở thành một cái người mà vi phạm luật pháp. Có lẽ là mọi người biết đến anh Vũ rất là nhiều rồi qua một loạt những bộ phim truyền hình. Vậy thì khi mà đến với vai Nguyên trong Đấu Trí thì cái cách mà anh Vũ làm như thế nào để có thể cái vai diễn này nó khác so với những phần còn lại mà Vũ đã từng tham gia? Như đã nói chia sẻ vừa nãy thì Vũ thấy là cái vai Nguyên này nó không có quá nhiều đất diễn. Và hơn nữa, để mà thể hiện một cái người tình cảm trong một khoảng thời gian rất là ngắn thì mình chỉ có thể là thể hiện bằng sự chân thành và tử tế thôi. Và ngoài ra thì chẳng có cách nào khác là mình phải diễn như là một người tử tế thật. Diễn như mà không diễn đúng không? Mình thấy nhá, một diễn viên ấy thì bao giờ cũng sẽ muốn là vào những cái vai mà có những cái tuyến nhân vật dài hơi, tỷ lệ hình ảnh xuất hiện ở trên phim nhiều hơn. Vũ đã từng đi qua rất nhiều bộ phim khác nhau và cái thời lượng trên sóng nó nhiều. Thì khi mà nhận lời tham gia Đấu Trí với một cái vai diễn nhỏ và có cái tỷ lệ hình ảnh trên phim ít như vậy thì bạn có suy nghĩ gì không? Có bao giờ thấy chạnh lòng không? Với em thì nếu như mà cái vai diễn này mình thể hiện tốt được thì vẫn có khán giả, vẫn có một cái lượng khán giả thích mình và cũng không ngại khi phải tham gia những cái vai diễn nhỏ. Đặc biệt hơn nữa là đây là một dự án phim mà được chỉ huy bởi cái bàn tay của anh Danh Dũng. Vũ đã tham gia khá nhiều phim của anh Danh Dũng rồi. Từ Về Nhà Đi Con này, đến Vị Tình Thân này, Những Ngày Không Quên này. Bởi vì anh Dũng là người mà luôn luôn cho diễn viên được thỏa sức sáng tạo, được thỏa sức bay, phiêu cho cái vai diễn của mình và cái cảm nhận của người diễn viên về cái nhân vật đấy như thế nào thì anh Dũng cũng để cho diễn viên tự thể hiện. Nên là cái đấy là Vũ rất là thích khi làm việc với anh Dũng. Cứ có phim của anh Dũng thì là nhận lời thôi. Có một cái câu chuyện nào hoặc là một cái hình ảnh nào mà mình nhớ trong cái quá trình mình làm phim? Chắc là hình ảnh nhớ nhất của Vũ chính là hình ảnh ở tập gần cuối ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời cũng bị còng tay. Lần đầu tiên? Lần đầu tiên. Còng thật luôn. Trong đời là lấy còng thật còng vào tay luôn. Cái hôm đấy là trời rất là nóng. Xe để dưới nắng rất là lâu bởi vì quay cảnh đấy quay đi quay lại.
anh ấy làm một phát là rất là dứt khoát luôn, dí mặt nó cổ tí vào mặt. Đấy là kỷ niệm mà Vũ cảm thấy nhớ nhất. Rồi, bây giờ mình tạm chia tay một chút với những câu chuyện liên quan đến đấu trí và công việc của diễn viên anh Vũ. Chúng ta sẽ đến với một mini game nhỏ nhá. Thế phần thưởng là gì hả anh? Không có phần thưởng. Được thì không được gì, thua thì bị phạt. Thế không chơi có được? Không chơi không được. Vâng, thưa quý vị, với một diễn viên thì có lẽ là một cái mini game phù hợp nhất đó là hỏi tên phim. Chương trình sẽ đưa ra một số bộ phim truyền hình, có phim Vũ đóng, có phim Vũ không đóng. Bắt đầu. Rất là đơn giản đấy. Nhật ký vàng anh. Ôi giời ơi. Hương vị tình thân. Ôi tuyệt vời, xuất sắc. Tiếp tục. Hãy nói lời yêu. Tiếp. Đây là một bộ phim từ cuối của nó liên quan một mùa trong năm. 4 3 Đi qua mùa hạ. Yes. Mày thế. Ok. Rồi. Đi ok rồi. Một bộ phim được sản xuất trong Nam. Cũng một phim truyền hình cũng gây tiếng vang rất lớn. Trong cái từ tên phim này có một vài cây. Cây táo nở hoa. Rồi. Có vẻ như mình gợi ý có vẻ hơi hết nước đấy nhỉ. Rồi. Ôi ôi, tên gì mà là dài lòng hoàng này. Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ. Đúng rồi. Cái này có chữ người yêu cũ ở cuối này, rất là dễ nhận này. 5 4 3 Người phán xử. Đúng rồi. Và bây giờ sẽ là phim cuối cùng. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Hôn nhân trong ngõ hẹp. Nào bây giờ, ok. Phần thích thú nhất của những người dẫn chương trình đó là chứng kiến khách mời cảm thấy là thoải mái với những phần thưởng mà chương trình mang lại. Ở đây có 3 phần thưởng dành cho anh Vũ. Chanh, kẹo và bánh. Vũ chọn cái gì? Chắc là Vũ chọn bánh đi. Biết ngay mà, ok, mời Vũ. Xem cho mày có cái gì. Không có gì, bánh là bánh mà ăn đi. Rồi, ăn đi. Ok. Không ổn lắm đâu. Không ổn lắm đâu. Trong này có muối nào ấy? Không, không, không phải muối. Muối thì lại đơn giản quá với những người thực hiện chương trình. Nó là muối ớt đấy. Muối ớt à? Không vấn đề gì. Nhưng mà có bị ảnh hưởng dạ dày của Vũ không? Ổn chứ? Thôi anh cho em ăn cả cái bánh xong anh mới nói ấy. Đùa anh. Anh đừng thể hiện cái tinh thần đấy ở trên sóng truyền hình. Anh đừng nghĩ là anh thế đúng không? Ok. Bạn ngoài diễn xuất ra còn hát được nữa. Vâng. Gần đây thì mọi người cũng nghe bạn cover một số những cái ca khúc hit. Đây có phải là một cái chỉ dấu cho thấy là bạn sẽ quay trở lại với con đường âm nhạc không? Gần đây thì Vũ cũng bắt đầu quay trở lại với con đường âm nhạc. Bởi vì sau bao nhiêu năm thì Vũ cảm thấy là không thể sống thiếu nhạc được. Vũ cảm thấy là Vũ rất là muốn để lưu giữ lại. Bởi biết đâu cái nhan sắc này, cái giọng hát này nó không thể ở. Đúng rồi, nó không thể ở với mình lâu được. Không thể mãi mãi cả. Yeah. Nên là bây giờ mình rất muốn là sẽ ghi lại. Ghi âm lại những bản thu hay là quay lại những cái MV thật là đẹp với những cái tư duy của một cái con người mà của mình hiện tại. Yeah. Để lưu giữ lại và để chia sẻ nó. Và hy vọng là khi mà chúng ta quay trở lại với con đường âm nhạc thì cũng sẽ tiếp tục được mọi người đón nhận giống như là cách mọi người cũng đã đón nhận Vũ trước đây, đúng không? Vậy thì tương lai nó sẽ là song hành giữa diễn viên và ca sĩ hay là nó sẽ có bên nào nặng hơn không? Chắc là phải song hành thôi. Ừ. Còn nếu mà bảo nặng hơn thì tốt nhất là mình không so sánh làm gì. Rồi. Tại vì đằng nào mình cũng có thể sống thiếu cả hai đâu. Mình là người đàn ông tham lam mà anh. Nhưng mà bây giờ nếu mà để chọn một thứ để cho chúng ta có thể là duy trì nó, để có thể là sống một cái cuộc sống nó cũng thoải mái hơn ấy, thì liệu rằng với cá nhân Vũ đánh giá thì công việc nào nó sẽ đem đến cho Vũ một cái thu nhập tốt hơn? Theo như Vũ thấy thì công việc kinh doanh mang đến cho mình cái cuộc sống quy củ hơn. Còn thực sự là nếu mà sống cuộc đời của nghệ sĩ thì nó cần phải, ví dụ nhá, em đang nói ví dụ nhá, đặc thù của công việc sáng tác chẳng hạn, mình phải lãng đãng, mình phải có những cái thời gian mà cả ngày chẳng làm gì cả, tức là không bị bận tâm phải suy nghĩ là về cơm áo gạo tiền hay là về tất cả những cái vấn đề khác, con cái hay các thứ này kia, thì mới có thể ra được những cái ca từ, những cái tinh thần của những cái giai điệu nó hay được, mới chạm được vào cảm xúc của người khác. Bởi mình có cảm xúc mà. Còn nếu như mà để cho tất cả những cái công việc bên ngoài nó lấn át đi cái tinh thần nghệ thuật của mình thì nó sẽ hơi khó để mà làm. Chính vì vậy mà cái việc cân bằng nó rất là khó. Thì trong mỗi khoảng thời gian trong cuộc đời của Vũ thì Vũ sẽ ưu tiên cho cái gì hơn thôi.
Khi mà mình đã biết là mình không thể sống thiếu cái gì được rồi, mình đã tham lam rồi, thì mình phải chịu khó, mình nghĩ làm sao để cân đối tất cả những cái đấy. Lấy tiền làm kinh doanh để đi nuôi dưỡng đam mê đúng không? Ok. Nào, bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một mini game tiếp theo nhá. Bây giờ thì chương trình có chuẩn bị một bộ bài. Vũ sẽ lựa chọn cho mình 3 quân bài bất kỳ. Lấy 3 lên luôn đi. 3 cái dẫn luôn. Không biết cái nào đâu. Đúng rồi. Chơi nối từ, bắt đầu từ người nắm giữ lá bài, ai thua thì bị phạt. Đúng rồi. Ok, chơi nối từ, bắt đầu từ người cầm lá bài này, xin mời Vũ. Bài biết chưa chọn? Lá bài à? Bài bạc. Bạc bẽo. Thôi, thua bẹo rồi. Nhẽo. Làm gì có bẽo nhẽo rồi, anh có bẽo nhẽo đi, làm gì có bẽo nhẽo. Ok, xong. Chưa bao giờ chương trình này tôi lại thua. Xin mời Vũ đến với lá bài tiếp theo. Đoạn, nội dung lá bài là gì ạ? Nội dung lá bài là kể về bí mật của bạn. Chưa ai biết. Hoặc là... Bị phạt. Bị phạt. Rồi. Một bí mật của Vũ chưa ai biết. Vũ có bí mật. Chưa ai biết. Đêm qua Vũ ngủ rất muộn. Đáp án này không được công nhận. Nếu mà bạn vẫn giữ đáp án này thì bạn có gì cũng bị phạt. Bí mật, đấy là bí mật mà. Chưa ai biết. Thật ra thì xấu hết, mình không nói với ai cả. Anh chị em nghệ sĩ đi ngủ muộn thì ai cũng biết, bởi vì đặc thù công việc của mọi người là như thế. Mà có ai biết là tối qua em đi ngủ muộn đâu. Ok. Không khẳng định đâu. Rồi, thôi được rồi. Ok, tôi chấp nhận cái đáp án này chính xác. Xin mời là bài cuối cùng. Gọi cho một người bạn khác giới trong danh bạn, nói là mình đang say. Sáng ngày ra làm say thì hơi nát nhỉ anh nhỉ? Đây là yêu cầu bạn có thể không thực hiện hoặc bị phạt. Không nhắn tin trước ạ. Người bạn khác giới nào? Kiểu gì cũng là có. Nhưng mà gọi rồi chúng chưa dậy. Không sao, thế phải gọi cho một người nào dậy rồi thì thôi. À ok ok. Không nhắn tin trước nha, một người bạn khác giới. Không bạn cũng được, chị cũng được. Thôi. em à. Anh à, say quá. Có ông anh, ông làm bên với tôi cáp 12, ông ấy chưa đi, ông đã rủ uống rượu, say quá. Thế thì khi người ta rủ thì là anh đi à? Anh không biết từ chối à? Nhưng mà em biết anh Thắng không? Anh Thắng MC ấy. Ôi giời ơi, thì anh Thắng đấy, cái ông ấy nát rượu ấy, thì ông ấy mời chẳng say. Thế thì em chuẩn rồi đấy. Và thôi, anh chỉ gọi để thông báo em thế thôi. Còn anh uống tiếp đây, nha. Cảm ơn em đã nghe máy. Chào em. Đủ say rồi anh. Đủ say rồi. Tại sao lại quàng tôi vào đấy làm gì? Không, anh phải có mặt chứ. Anh là người gieo rắc mà. Ok, rồi. Như vậy là may mắn là đã không bị phạt lần thứ hai. Bây giờ sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là chọn màu hashtag và để xem là cái chủ đề mà hôm nay diễn viên anh Vũ sẽ lựa chọn là gì nhá. Và ở chọn màu hashtag thì chúng ta sẽ mời diễn viên anh Vũ lựa chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Xin mời bạn. Số 3. 3, ok, xong. Số 6, số 9. 3, 6, 9. Hashtag đầu tiên của chúng ta đó chính là một hashtag màu trắng có từ khóa là xây dựng sự nghiệp khi về hưu. Tức là hiện tại đang có một cái xu hướng ở Trung Đông nhá. Tức là những người khi mà lớn tuổi họ về hưu rồi thì bắt đầu họ mới theo đuổi cái đam mê của họ. Hoặc làm những cái công việc mà hồi trẻ họ yêu thích nhưng mà họ chưa thể thực hiện. Đúng. Họ cho rằng là về hưu không có nghĩa là nằm nghỉ ở nhà, mà họ lúc đó mới có nhiều thời gian, đủ về tiền bạc để theo đuổi đam mê của họ. Đó, đó là một cái xu thế hiện nay. Không biết là anh Vũ nghĩ như thế nào về cái xu thế này? Em nghĩ là xu thế này rất là hay, bởi vì bản thân em cũng có suy nghĩ như thế. Nhưng mà cũng chưa thể cho phép bản thân mình thực hiện những cái đam mê đấy. Nên là hy vọng là có một khoảng thời gian nào đấy mình, khi mà đủ hết tất cả mọi thứ rồi, mình cảm thấy yên tâm về cuộc đời rồi. Ví dụ một bật mí một chút xem. Đang du lịch này. Đi du lịch. Du lịch là để khám phá. Vì em cũng thích đi trải nghiệm những cái vùng đất mới và những cái văn hóa mới. Ngoài ra thì có những cái thú vui, ví dụ như là sở thích vẽ chẳng hạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hashtag tiếp theo. Số 6 là một hashtag màu đen với từ khóa là bạo lực ngôn từ. Là một cái cụm từ mà chúng ta cũng đã thấy là được sử dụng rất là nhiều hiện nay. Không chỉ là những câu chuyện xã giao thông thường nữa, mà nó có tính sát thương cao. Thì chúng ta hãy chia sẻ một chút quan điểm của Vũ về bạo lực ngôn từ. Vũ luôn luôn nghĩ là mọi người nên nghĩ đến cảm nhận của người khác khi mà mình nói thôi. Bởi vì là nhiều khi cái người nói thì không để ý gì đâu, thậm chí là chẳng có ác ý. Nhưng mà cái người nghe thì họ lại bị nhạy cảm. Hoặc là họ
có những cái mà tổn thương sẵn ở bên trong rồi nên là họ hay bị chạnh lòng bởi những cái lời nói mà họ nghe được. Thì mỗi người trong chúng ta đều nên để ý đến cái lời ăn tiếng nói của mình một chút, khi mà mình cảm thấy là những cái gì mình đùa là vui nhưng mà chưa chắc với người khác đã vui. Chỉ vui thôi, đừng vui quá. Đúng rồi. Hashtag cuối cùng số 9 là một hashtag màu cam. Có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến nội dung này. Chủ đề của chúng ta đó là sử dụng hoa quả mới bị hỏng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Đó là một cái xu hướng mới tại Hàn Quốc được người dân áp dụng rộng rãi. Đó là lựa chọn mua những cái trái cây bị dập, bị thâm, bị loại khỏi gian hàng chính ở trong siêu thị. Và những cái trái cây này thì bao giờ cũng được bán rẻ hơn so với những cái trái cây ngon. Người Hàn Quốc cho rằng việc này giúp họ tiết kiệm được chi phí sinh hoạt trong thời kỳ vật giá leo thang như hiện nay. Ok. Tại vì lúc đầu anh chưa nói rõ. Em nghĩ là người ta sẽ mua những cái loại hoa quả mà nó hỏng để sử dụng. Nhưng thực ra những loại hoa quả đấy nó đâu có hỏng đâu. Nó chỉ là đơn giản nó hơi xấu hơn, mã xấu hơn, cái hình thức của nó không được tốt thôi. Chứ còn về chất lượng của nó chưa bị quá đết. Nó vẫn có thể sử dụng được, nó vẫn cho mình người ta đủ dinh dưỡng, thế là được rồi. Và tức là chúng ta hoàn toàn ủng hộ, hoàn toàn có thể làm cái phương án đấy. Bây giờ thì hãy chuyển sang phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói vào những thứ vui vẻ thôi. Hãy cùng đến với góc review. Ở góc review này thì mời Vũ sẽ lựa chọn đi. Chúng ta sẽ có 3 chủ đề. Một trong 3 chủ đề bạn có thể lựa chọn để chúng ta nói về nó nhé. Phim, âm nhạc và sách. Âm nhạc đi. Âm nhạc, và cũng là con đường mà Vũ đang quay trở lại. Vậy thì bây giờ có một bài hát nào mà khi mà chúng ta cảm thấy buồn, bế tắc, stress, căng thẳng, chúng ta thường hát nó hoặc hay nghe nó không? Mà đã là một nghệ sĩ, một ca sĩ đến đây rồi chắc là thích là phải hát luôn đấy. Dù có 5 phút chốc em lạc lối, hãy cho mình cười lên một chút thôi. Mặc cho những âu lo ghì chặt đôi vai, mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không. Bao tiền một mớ bình yên. Bao tiền một mớ bình yên. Và rất là cảm ơn Vũ. Hôm nay thì chúng ta cũng đã có 30 phút để cùng nhau chia sẻ câu chuyện về công việc, về những cái dự định trong tương lai. Bây giờ thì chắc là sẽ làm một lời chúc đi cho các khán giả của Ai Đến Hôm Nay. Rất là cảm ơn chương trình Ai Đến Hôm Nay đã mời Vũ đến đây để có thể trò chuyện và chia sẻ về một chút về cuộc sống và công việc của Vũ. Xin chúc tất cả quý vị khán giả, chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, an lạc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn Vũ đã dành thời gian tham gia chương trình. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.